Trong khi áp thấp nhiệt đới đang gây mưa trên diện rộng, biển động mạnh, Ban Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An đã ra lệnh cấm biển, thì tại thị xã Cửa Lò, rất nhiều du khách vẫn liều lĩnh ra tắm biển. Theo đó, vào chiều ngày 2 tháng 9, tại khu vực biển Cửa Lò có gió giật mạnh, sóng biển dâng cao. Chính quyền địa phương đã có biển báo cấm người dân địa phương và du khách tắm biển. Thế nhưng nhiều du khách đã phớt lờ lệnh cấm, coi thường tính mạng bản thân khi vẫn lao mình ra vùng biển động để tắm. Không chỉ những du khách trẻ mà ngay cả những người cao tuổi cũng không kém phần liều lĩnh. Vào thời điểm nói trên, tại đây có khá nhiều nhân viên đội cứu hộ cứu nạn thuộc Ban Quản lý khu du lịch Cửa Lò. Tuy nhiên, những nhân viên này đã không kiên quyết trong việc nghiêm cấm du khách xuống biển tắm. Được biết tại đây đã có nhiều vụ đuối nước thương tâm xảy ra trong những năm vừa qua.